cách đây 2 ngày thì đã bị một lần phía bên đây rồi, và hôm nay thì chắc tối hôm qua, bị hôm qua rồi. Ồ, súng bắn bi. Bi này bi sắt nha các bạn, bi sắt này cũng có thể làm cho sát thương đó. Cỡ 2 giờ sáng chắc khoảng đó, không biết, mình không biết, tại vì sáng họ họ báo, mà hôm qua là anh ở đây tới 12 giờ đêm mà. Một sự cạnh tranh, cạnh tranh không phải là cạnh tranh gì mà một sự tranh chấp. Dạ, có gắn mà. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là sáng thứ tư 30 tháng 12, có nghĩa là còn một ngày nữa là mọi người mừng sang năm mới rồi. Quý vị biết không, sáng nay Tiến Dũng đang ở nhà thì anh bạn rất là thân đó là anh Trung Tử Lưu gọi anh nhắn rằng cái chỗ anh làm việc mà cái ngày mà hôm qua mà Tiến Dũng đã đi tới để mà nói chuyện về Văn Văn Long đó, anh nói rằng ngày hôm nay tiệm của ảnh, cái đài của ảnh đã bị phá nữa. Thực tế là ngày hôm qua khi tới thì cũng có biết là cái đài đã bị phá trước đó 2 ngày. Kẻ gian họ đã dùng cái súng hơi đó, họ bắn vào cái cửa đài đó, bị vỡ cửa thôi, tại vì họ làm rất tối và không có biết được tích gì hết. Và điều đó cũng được báo Người Việt ghi nhận, cũng như là ở trên đài cũng có thông báo với, cho mọi người biết ngày hôm qua. Mà không ngờ ngày hôm qua thông báo lên, rồi là sáng hôm nay anh Lưu tiếp tục gọi rằng anh nói đó là đã bị phá nữa rồi. Thì hiện tại giờ trong lòng rất là nóng ruột, không biết trong đó như thế nào. Thì Tiến Dũng đang trên đường đi tới đài đây, một chút xíu nữa tình hình nó như thế nào thì Tiến Dũng sẽ tường thuật lại cho quý vị biết nha. Giờ đài của anh Trung Tử Lưu thì nằm ở góc đường Bix, góc đường McFadden, gần Freeway 405. Bây giờ là sắp tới rồi, Tiến Dũng đang chờ tới. Wow, tại sao lại có chuyện là mới bắn phá cách đây 2 ngày rồi bây giờ phá nữa. Khiếp vậy. Đó, bây giờ thấy chỗ Thạch Hoàng Trung Tử Lưu á. Có bị mất gì không chị? Có bị mất gì không? Không phá gì thôi. Để vô hỏi thăm đó thì được biết họ phá như vậy thôi, chứ còn đồ đạc thì không bị mất gì hết. Thank you.
làm việc với chúng tôi luôn và mở mức độ cho hàng chung. Thì lúc đó thì mình biết thì đại khái là khi mà cái sự cạnh tranh đó của việc không được bây giờ bởi vì không có làm cái này nữa mới đầu thì mình không làm nhưng họ vẫn muốn lấy thằng cái giá vốn bây giờ họ muốn muốn mua với một cái giá rất là rẻ rẻ hơn giá vốn luôn là không cho anh bán nữa không tức là họ mình không cần bán anh sự kiện này xảy ra hồi nào vậy anh? Chuyện này xảy ra đây là lần thứ hai và chúng ta biết rằng cách đây 2 ngày thì đã bị một lần phía bên đây rồi và hôm nay thì chắc tối hôm qua bị hôm qua rồi. Hiện tại thì anh có nghe thông tin gì từ cảnh sát không? Tại vì nghe nói là cách đây 2 ngày mình đã báo cáo cảnh sát đó. Cũng có báo cáo cảnh sát nhưng hôm nay cũng có cảnh sát khác tới, không có cảnh sát cũ bởi vì ông nghỉ lễ. Yeah. Và bởi vì trong cái thời gian này là thời gian lễ cuối năm, ngày mai là ngày New Year, yeah. New Year Eve rồi, yeah. Nên tất cả mọi cái hoạt động về công quyền hay tất cả mọi thứ nó đều có hơi có một sự lơ là hơn chút xíu. Và khi cảnh sát tới đó, họ đã tìm được cái vật chứng gì không anh? Có chứ, đây nè, vật chứng cũng gì, nhưng mà những viên đạn bắn là người ta đã thu hoạch được nè. Đây là đạn rồi nè. Súng bắn bi, bi này bi sắt nha các bạn. Bi sắt này cũng có thể làm cho sát thương đó. Có nghĩa là cũng giống như lần trước. Cũng giống như lần trước thôi, cùng một thủ phạm thôi. Yeah. Wow. Trước tình hình này, cảm giác của anh sao? Thật sự là mình hơi bực dọc thôi. Mình cảm thấy không vui là bởi vì trong xã hội nó vẫn còn có những cái chuyện thù hằn ghen ghét mà mình không biết lý do là có lý do gì. Nếu mà thật sự là nếu mà làm việc gì mà sai pháp luật, nếu mà bên đây làm gì sai pháp luật thì mình nên đưa ra tòa bất cứ cái vấn đề gì, dù là personal hay là những quan điểm personal hay cái gì mà mình thuộc loại tội phạm thì mình cảm thấy là nếu mà nó sai thì mình có thể mình đưa ra tòa với nhau hơn là đi phá như thế này. Không biết là vấn đề gì nhưng mà cũng có thể là một sự cạnh tranh, cũng có thể là một sự bực dọc, cũng có thể là một những người thù hằn với quan điểm nào đó. Bởi vì Dũng cũng biết rồi, mình là một người không có thích ông Trung. Không biết đó là có phải là một nguyên nhân trong đó hay không, nhưng mà mình cũng phải đặt vô. Bởi vì mình, đối với mình là quyền tự do của tại Hoa Kỳ thì ai thích ai thì mình không có quan tâm tới. Và cái điều đó có khi nó lại khác với một số người, hoặc là có khi về vấn đề làm ăn cạnh tranh, bởi vì bên đây thực sự là có một sự cạnh tranh không phải là cạnh tranh gì, nhưng mà một sự tranh chấp về những cái thời gian cũ đã qua. Anh ở đây nó bị bắn bể cái kiến thôi chứ còn đồ đạc cho bay thì sao anh? Vẫn bình thường, tự nhiên có cửa sắt hết rồi. Và cảnh sát họ có nói là khoảng khi nào cái cửa bị phá không ạ? Mình có biết không? Cỡ 2 giờ sáng. Chắc khoảng đó không biết, mình không biết, tại vì sáng họ báo. Mà hôm qua là anh ở đây tới 12 giờ đêm mà. Nhưng mà lúc đi về rồi thì vẫn còn bình thường thôi. Chỉ có là sáng thì lại bị nữa. Mà tối qua định ngủ ở đây rồi đó. Mà nghĩ sao cái nghỉ đi về, tự thấy cũng không cần thiết. Vậy là xác định cái này là chỉ là phá thôi chứ không phải là cướp hay là muốn cắp thì rồi. Phá thì đúng hơn chứ không phải là cướp. Nếu cướp thì nó thật sự muốn bẻ bao nhiêu cái khóa cũng vô được. Đúng rồi. Nhưng mà với đây có alarm thì lúc này thì cũng không phải dễ để vô cướp. Rồi nếu vậy thì chuyện hoạt động của đài sao anh? Vẫn bình thường. Vẫn bình thường, chỉ có một cái là mình bảo hiểm sang hay kiếm thôi. Yeah. Và còn có ngày nữa là mình sẽ tăng cường an ninh thôi, nhưng mà cảnh sát chắc phải chú ý nhiều hơn. Yeah. Chắc có thể họ cũng lấy những cái dữ liệu camera bên ngoài từ khách sạn, từ những nơi xung quanh để họ kiểm tra. Yeah. Còn có ngày nữa là hết năm rồi đó.
ngày hôm qua là đã hút một lần rồi, ngày hôm nay nguyên cánh cửa cái này là rất là nặng luôn á. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như quý vị thấy đó, qua lời kể của anh Trung Tử Lưu thì thấy rằng đây là một sự phá hoại chứ không phải đây là một sự cướp bóc gì cả. Nhưng mà khi đến đây rồi thì mình thấy thì đây là trong mùa dịch, thành ra là các cơ sở thương mại gần như chuyện làm ăn nó bị khó khăn cả. Để giữ một cái cơ sở thương mại đã khó rồi thì nói chi mà build được một cơ sở thương mại mới. Và được biết thì đài của anh Trung Tử Lưu cũng mới thành lập này thôi. Hy vọng rằng khi cảnh sát vào cuộc thì sớm muộn gì thì những kẻ mà phá hoại cũng phải ra trước cái pháp luật. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và chúng tôi sẽ cập nhật nếu có những thông tin gì mới. Cảm ơn quý vị.